mình mới đi làm đây đó bạn. Thì mình đã quay top top ở ngoài nãy giờ rồi, thì bây giờ mình đóng mền đó bạn. Nên là các bạn coi clip mình tới đây thôi nha. Thì mấy clip sau mình sẽ lên đồ, mình lên đồ các bạn ấy, mình lên đồ sẽ quay cho anh em coi. Anh em nhớ coi mình clip sau nha. Ngoại yêu anh em coi mình hay thì anh em chung mình một cái chia sẻ nè, một cái like nè và một cái đăng ký kênh ở dưới nha các bạn. Bye bye.